Ok, và xin chào tất cả các em và chào mừng các em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 3 nha anh em. Rồi, thì khởi đầu thì mình chưa có bất kỳ một cái hệ nào cả, mà mình lại có con Kha'Zix hay sao. Nó khá là mạnh ở những cái giai đoạn đầu game, cho nên là vẫn tận dụng được. Ở những cái khởi đầu như này thì các em mà có bất kỳ một cái con nào 2 sao thì cứ nên ném vào đội hình nhá. Blitz này. Ừ, Blitz thay vào Poppy, vậy là chúng ta sẽ có được hai đầu sĩ. Rồi, có gần hơn không? Hay là trận này chơi đấu sĩ pháo thủ luôn nhỉ? Đấu sĩ pháo thủ, một trong những cái đội hình mà nó đang rất là mạnh ở cái meta hiện tại. Anh có thể leo rank. Không thì anh em có thể chơi đấu sĩ kết hợp với cả hư không này. Cái bài này khá là mới. Em có thể dồn đồ cho Vel'Koz chẳng hạn. Ông nào đây? Ủa, ông này có Master Yi à? Ông này đội hình nó toàn là một sao, nhưng mà đổi lại thì anh ta đã tích được vàng rồi. Anh ta đang có 10 vàng kia kìa. Đó là một cái điều mà chắc chắn là sẽ có dự định xấu trong tương lai. Mình thì chưa có một vàng nào cả. À, có mỗi một vàng đây này. Thắng vàng này đã là 2. Chưa đích tích được đồng nào cả. Nếu mà anh em tích tiền sớm thì đồng nghĩa với anh em sẽ có được cái lượng vàng rất là nhiều. Rồi, ok, để xem là thắng trận này, thắng hay là thua. Thắng thì mình sẽ bán Fira đi. Từ từ. Như này thì chúng ta sẽ có hai thiên phong. Đổi lại thì mình sẽ mất đi hai đầu sĩ, mà không sao cả. Đây, mình sẽ tích tiền luôn từ lúc bây giờ nha anh em, tại vì tích tiền càng sớm càng tốt. Để Blitz vào thì nó cũng không kích được cái hệ gì cả. Uầy, hắc tinh à, ông này có 3 hắc tinh rồi này. Có Leona 2 sao. Tức là có lẽ là trận này mình sẽ thua rồi. Với cả ông này có con ấy nữa, Sako. Kinh quá nhờ. Ây, vậy mà vẫn thắng được. Cố lên Kha'Zix. Uầy, Kha'Zix 2 sao đúng là đáng sợ luôn anh em. Cao như gặt lùa. Ok, hiện tại thì mình đang rơi vào cái vũ trụ mà có tận đến 125 máu. Cái vũ trụ này mình đánh gọi là nó cũng khá là nhiều rồi. Mình cảm thấy đây là một cái vũ trụ mà mình không yêu thích cho lắm. Vũ trụ tốn thời gian. Rơi vào vũ trụ Nico hoặc là vũ trụ có những cái vị tướng 4 vàng thì mình cảm thấy đánh nó hấp dẫn hơn. Chứ mình rơi vào cái vũ trụ 125 máu này đúng cực kỳ tốn thời gian luôn. Rồi, một cái giáp lưới. Giáp lưới Blitz. Hôm thì chúng ta có thể lấy gậy khóa cổ cũng được. Nhưng mà hiện tại thì mình đang có 2 cây BF, cho nên là mình sẽ lấy một cái giáp thiên thần cho nó chắc. Rồi, giáp thiên thần cho Kha'Zix đi. Chứ nữa chúng ta có thể bán nó đi được, đỡ tiếc. Đội hình 2 tiên phong. Khi mà chúng ta có Mordekaiser với cả Poppy hay sao, mình nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng rồi. Với cả Kha'Zix nó đánh ở tuyến sau nữa thì không nào mà chịu được. Công thủ toàn diện. 8 tiền để lên cấp à? Rồi thôi. Ui, ông này lắp vô cực kiếm rồi ạ. Vô cực kiếm. Ông này có thể chơi đội hình vũ trụ kết hợp với cả Zihin này. Nghi lắm. Gọi là chơi xạ thủ cũng được. Chạy tôi lại thua cái ông này à? Ừ, tí thì thua. Cũng may là chúng ta có Mordekaiser 2 sao, nó khá là cứng cáp. Thành vũ trụ này khi nào mới hết máu đây. Nhìn nhìn vậy thôi, ông kia đã còn rớt xuống 100 máu thôi kìa. Bây giờ chỉ là vòng 2.6. Hiện tại là mình đang đứng top 1 với 125 máu. Đứng thứ hai là CN cũng 125 máu luôn. Không biết là trận này mình có gặp CN hay không. Một nữa là chỉ có một vua mà thôi. Không gặp.
Bây giờ chúng ta có thể một nước có hai vua sao? Ông này có Kaz, cũng có Kazik cũng với con Kaisa hay sao nữa. Để ăn được hay không nhỉ? Ủa, đội hình của mình có 4 thằng 2 sao mà mấy ông làm sao mà chịu được. Ok. 4 thằng 2 sao nhưng mà chỉ có 2 hệ mà thôi. Đấy là anh em tận dụng cái sức mạnh của những vị tướng 2 sao ở những giai đoạn đầu game như thế này nhá. Còn ông nào thì xui quá thì ôm nhiều đôi thông rồi. Này nó cũng khá là may rủi. Thứ nhất là anh em sẽ có được đôi thông và sẽ không tích được tiền. Thứ hai là anh em sẽ tích được tiền mà không có những vị tướng 2 sao. Đấy, cũng có cái lợi và cũng có cái rủi. Cho nên là anh em phải cân nhắc trước khi chơi. Ok, và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cũng như là anh em nào mà yêu thích bất kỳ một cái đội hình gì trong cái chế độ đấu trường chân lý mùa 3 lần này thì hãy nhớ là đừng quên là bình luận phía dưới giúp mình nha. Và mình sẽ là người thực hiện cái đội hình đấy cho anh em xem. Những cái nút like và nút đăng ký kênh là những nguồn động lực lớn nhất cho mình để mình có thể sản xuất những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 3 con sen à? Ui, 3 con sen luôn này anh em. Ở cái round quái vừa rồi thì nó lại đỡ cho chúng ta một cái thiệp vàng ạ. Với thiệp vàng thì chúng ta có thể lắp kiếm khách nhân tạo, hắc tinh nhân tạo. Ok, chắc là trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ chơi Idoe hắc tinh. Một trong những rất nhiều comment của anh em kêu là mình thử Idoe hắc tinh xem nó sẽ như thế nào. Idoe hắc tinh thì mình sẽ cho nó những trang bị hợp lý. Sát tinh thần, hắc tinh nhân tạo, sẽ là thêm một cái trang bị hồi máu, đó chính là huyết kiếm, hoặc là một trang bị gì đấy, bàn tay công lý chẳng hạn. Nhưng nói về 3 con sen này nhìn hơi thèm, mà mua thì chúng ta rất là tốn tiền luôn. Vì mua thì chúng ta mất 6 vàng, còn bán đi thì chỉ có 4 vàng mà thôi. Ok, có nên úp cấp luôn không nhỉ? Gia van chắc là mình phải giữ lại rồi. Chút nữa nếu mà không có hắc tinh, mình sẽ dồn hết trang bị cho Irelia và cho những cái nhân vật phụ chết trước. Tại vì chơi cái đội hình hắc tinh này ấy, anh em mỗi khi mà một hắc tinh chết đi thì nó sẽ để lại đam cho những cái con hắc tinh còn lại. Cho nên là nếu những con hắc tinh của chúng ta chết càng sớm càng tốt thì nhân vật chính Ire nó sẽ được thể hiện. Thể hiện như tình. Còn lắc 3 tiền khá sớm. Qua đội hình tào lao của mình vậy mà vẫn thắng. Nuột quá nhỏ. 3 hắc tinh Hanin Phong. Sức mạnh kỹ năng nữa nha anh em. 25 sát thương đòn đánh và sức mạnh kỹ năng khi mà chúng ta có 3 hắc tinh. Còn nếu mà có 6 hắc tinh thì nó sẽ là 35. Lắc và Kama. Rồi, tiếp tục là úp cấp mà thôi. Không việc gì phải vội cả. Ire thì bây giờ chúng ta chỉ có 10% ra những cái vị tướng 4 vàng. Mình nghĩ là chúng ta nên đợi ở những cái cấp độ cao hơn là cấp độ 8 hoặc là cấp độ 9 thì chúng ta nên roll để có thể tìm kiếm Ire nhé anh em. Cũng nhân tiện đây thì anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì mình sẽ để link ở bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ủa ông này có 2 Zihin ạ. Ông này có 2 Zihin rồi. 2 Zihin kiểu này là chơi đội hình xạ thủ rồi. Xạ thủ hoặc là hắc tinh mà thôi. Có lẽ nào tôi lại thua ông này à? Ui, Kha'Zix hắc tinh cao cực kỳ rát. Là Kha'Zix là một vị tướng 1 vàng rồi đấy. Không biết là Irobe nó như thế nào đây. Chắc là mình sẽ lấy thêm một cái kháng phép để có thể lắp trang bị huyết kiếm cho Ire nữa là binh. Ui, ông nào mà lấy được con Zihin kia thì đúng là tuyệt vời. Đừng bảo là ông Zihin 2 đang có 2 Zihin sẵn rồi nha. Mình cả ông nào nhỉ?
như là ông này luôn ấy, ông này lên gì thứ hai luôn à, kinh vậy. Hacking mất kháng phép rồi, nên mình sẽ lấy ngang đầu tập vì mình cũng có BF ở nhà nữa rồi, cho nên là cũng không cần thiết quá nhiều BF rồi. Thế trận này mà mình không rớt ra cái tiểu vàng thì mình nghĩ là chúng ta sẽ chơi Sako, đội hình cực kỳ biến thái luôn, chắc là không có gì thay đổi cả. Mình thì vẫn có chuỗi thắng, không biết là có thắng được nữa hay không đây này. Tất nhiên là đội hình của chúng ta nó sẽ dần một yếu đi, nhưng mà cũng không có gì thay đổi. Đây này, ông Zihin 2 à. Ui, Zihin 2 mà chơi đồ random này này là không ổn rồi. Không ổn rồi ông ơi. Nào đây. Ui, căng thế. Sen 2, Blitz 2. Có thể trận này chúng ta có thể bị thua rồi. Ui, thua luôn, mất trận thắng liên tục luôn. Chơi 8 trận thắng của mình đã bị CN kích bại rồi. Không sao, không sao. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ phải bị thua mà thôi. Cho nên điều này thì mình đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Đây, sẽ cho mấy cái con hắc tinh của bắp đừng chết trước. Cho lắc lên đầu luôn này. Level 7 có 15%. Chắc mình sẽ đợi level 8 đi. Level 8 là chắc. Với cả dạo gần đây có nhiều anh em chơi siêu công nghệ lắm, không biết là mình có thể chơi được Ibrai 3 nữa hay không. Để check map liên tục mới được. Thời không tiêm phong. Ông này chơi xạ thủ. Ủa, ông này có Zin 2 chắc là ăn mình chắc rồi. Liên đồ trang bị random mà đồ thế giới đấy. Nó tỉa chưa kìa. Ê, ấy, vẫn thắng được à. Cũng may là mình có Kha'Zix móc lốp khá là lợi hại đấy anh em. Chiến thắng này là nhờ Kha'Zix cả đấy. Cay le. Ok, pick tạm vậy đi. Giờ thì mình cũng không làm gì được. Công việc còn lại mình nghĩ là chúng ta nên chờ đợi. Chờ đợi tìm kiếm Mira. Trời ơi, nhiều ông chơi Zihin quá. Không biết là mình có tìm được Zihin hay không. Zihin là vào kích hoạt hắc tinh anh em. Chứ cũng... Ủa, ok. Ui, đồ nó lại nuột như thế này nhở. Lại một cái giáp thiên thần nữa à. Trang bị random cho Mordekaiser đi. Mình nghĩ là mình không cần giáp tinh thần nữa. Thay vào đấy mình sẽ lắp huyết kiếm. 6 thời không rồi, khá là nhanh. Bùa đỏ. Mình sẽ lắp huyết kiếm nha anh em. Đợi cái kháng phép để lắp huyết kiếm cái đã. Trừ Irem mà không có khả năng hồi phục thì mình nghĩ là nó khá là toang. AC 2 cuồng đào. Ờ, hai ngọn giáo chứ, quên mất. Ngọn giáo Sojin à. Bạn ăn được ông này không vậy? Không ăn được à? Không xong rồi. AC của ông này bắn gắt thế. Cú nhở. Hai trận thua rồi đấy. Zihin đây là. Mình thì cũng không muốn mua Zihin cho lắm, mà nó chỉ trong cái bộ tộc hắc tinh cho nên là phải pick thôi. Trận này là mình chỉ thích chơi rare hơn. Trận này hắc tinh nó độ sẵn rồi đấy. Mình lắp cả hắc tinh nhân tạo thế này mà nó lại không độ thì chết. Chết rồi. Đây, hắc tinh chết hết đi. Cho nhân vật chính Kha'Zix thể hiện. Ôi, chơi xin dao à? Như tôi thấy một ông chơi xin dao rồi mà ta. Ông này level 7 có Lulu ạ. À, căng cực, căng cực. Level 7 mà lại có Lulu thì
Mình nghĩ là 1% đó chính là nhân phẩm mà. Có tỷ lệ ra mà nó chỉ là 1% mà thôi nha. Ủa, khả dĩ của mình rất là cố gắng rồi. Người ta cần phải được nghỉ hưu. Mà vẫn chưa thấy Ire đâu cả. Mình vẫn chưa để cho Hazik của chúng ta nghỉ ngơi được. 6 hắc tinh rồi. 6 hắc tinh từ rất là sớm, mong 4.3. Thưa nó sẽ là 7 hắc tinh. Ở tại server VB thì nó đã cập nhật một cái update mới, chúng ta có cái buff là 9 hắc tinh. Đồng nghĩa với thì chúng ta sẽ có thêm một cái vị tướng hắc tinh nhân tạo, đó chính là Seraph. Seraph kẹp với đội hình hắc tinh này mình nghĩ là nó khá là ổn. Khi mà có thêm lắc nữa, lắc kích hoạt pháp sư. Wow, hôm nay rất chơi gì vậy? Ive 2 ở level 7 ạ. Siêu công nghệ luôn. Thế thì lại binh quá rồi. Cháu chịu rồi. Ông này Ive 2 ở đâu ra vậy ba? Cú nhở. Xem nào, có kháng phép, kháng phép của tôi nha, đúng là độc vào nha, đừng mà Ziki Bluebell đừng là gì. Ủa mày quá, mày quá, đừng 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 đừng. Ok, vẫn chưa đến lượt mình ạ. Ok, chắc là không ai lấy của mình rồi. Ok, lấy gì đi. Tuyệt vời, trang bị kháng phép. Không ai đam mê kháng phép cả. Một trang bị thủ mà thôi. Cái len này thì nó cũng không giúp ích của mình gì cả. Mình lấy nó về bán lấy vàng thôi anh em ơi. Kama roll một chút để có thể tìm ấy nha, Ira nhé anh em. Toàn ngộ không không thế này. Đây là một con Ira rồi. Rồi. Một cái huyết kiếm. Đấy. Và bán những cái vị tướng không cần thiết đi. Có ganh blank, có cả Fortune nhưng mà mình nghĩ là không cần. Vô hết đời. Rồi rồi, đến lúc Ire thể hiện rồi. Mày có cái nào set ghê quá vậy? Chưa xong đâu nha, chưa hết đâu nha, đừng vội mừng, đừng vội mừng, tôi đã bảo rồi, ra đây làm cái gì ta, tính trêu thôi à, tính trêu thôi à. Đây là sức mạnh của Ire Hắc Tinh, anh em thấy nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ spam Hắc Tinh cho anh em xem rồi đấy, spam Hắc Tinh luôn. Cứ giờ là cứ cho hắc tinh vào thôi để nó tăng sức mạnh cho Ira của chúng ta. Ôi ông này cũng chơi hắc tinh giống mình này, ông này hắc tinh kẹp với xạ thủ, chơi tận 2 Kama rồi đấy. Cứ cho hắc tinh vào thôi để tăng sức mạnh cho Irelia của chúng ta. Này thì Sako này. Rồi anh em chuẩn bị xem Mirai này. Ui một xiên cả. Một xiên 1001 đam grid. Căng thực sự. Đây là mấy con kia vẫn còn sống đấy nhá. Mirai luôn được. Đây này ông mày chơi cạnh tranh lại còn thêm Mirai nữa kìa. Ông này đã thích Mirai 3 sao hay sao ấy. Cười thấy bùi ông này lên 2 sao vậy còn pick thêm nữa. Hơi bị cay rồi đấy. Ire này không biết là mặt hàng có bao nhiêu con nhỉ. Hình như là mình nghĩ là nó chỉ có tầm 15 con hay 12 con gì đấy. Mình lên Ire 2 rồi pick thêm từ nay là cháu chịu rồi. Một cái quỷ thư. Ủa tình.
lắp được gì đấy nhở? Đây, cứ cho hắc tinh vào thôi, chơi một một đội hình thôi anh em. Quỷ thư này, một cái bùa đỏ đi, không là chơi di hình các thứ không, không là chơi Sako huyết kiếm cái gì đấy ngăn hồi máu mới được. Đó thì không hai xạ thủ, cái bùa đỏ, một cái thông đạo à, hoặc là một cái giáp máu và một cái trang bị kia, quyền năng. Ủa người ra can đồ trâu đấy, quẩy đi. Ui, không quẩy được tí nào cả, mình của mình nó hơi thiếu đam như vậy. Hay là quá nhiều đam. Một cái búa đỏ đi và một cái thông đạo. Rồi ok, mình tính là mình lắp một cái trang bị giáp máu với cả một cái quyền năng ấy. Nhưng mà như thế thì chúng ta lại mấy cái con hắc tinh nó lại không chết sớm, đồng nghĩa thì nó con đi ra của mình nó lại không được tăng sức mạnh. Đấy, anh em thấy cú không? Thế em phải lắp đồ yếu yếu đi chút, đoạn đồ đam ấy. Ăn được ông này hay không đây? Ủa, Irek à, mạnh vãi nồi. Đây là một xiên được có ba cái mà đã 4.000 đam rồi anh em, mới xiên 3 cái. Và đây là con Irek 1 sao nhé anh em, Irek 1 sao. Chút nữa tôi mà lên 2 sao thì các ông đúng là xác định luôn này. Đây rồi, tự ra luôn, tự ra luôn ạ. Ok, này đi, đi về lên cao cao tí. Tu 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 tu, người ta đã béo như con heo rồi. Ok, này lụa, spam hắc tinh cho anh em xem luôn. Đấy, mình duy nhất một hệ hắc tinh mà thôi. Và từ đầu game đến giờ nó không ra cho mình một Sako anh em nhở? Xem hắc cái ông Irek fake này có ăn được mình hay không. Kinh quá vậy, kinh quá vậy. Một nhát đâm thôi anh em, một nhát đâm là đi một mạng. Sức mạnh thật sự của Irek real, không phải là Irek fake mà cứ thích solo đâu anh em. Lại thêm một con Irek à, ui ôi Irek quỷ thư mất luôn à. Mình nghĩ là mình cũng không cần lắm, không cần lắm. Là cái gì đây, nỏ sét đi, sét đi. Ok, nỏ sét. Đội hình mỗi hệ hắc tinh như này hại não chưa. Sau kiếm khách, 4 mật thám, 3 phi công, căng ấy nhở. Hắc tinh xạ thủ, ghê 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 ghê. Kama 2, ừ, chắc là mình tìm một con Threat anh em ơi, cho nó kéo hắc tinh vào thêm nữa. Vậy là cái stack của hắc tinh nó sẽ không bao giờ dừng lại. Đây, Sako này. Đấy, Sako thì cũng không cần lắm. Nhân vật chính của chúng ta là ấy mà lại là Israel mà lại kiểu mua đi Lulu. Ui, Jin đồ thế giới à, căng nhè. Ui ôi, nhưng mà anh em hãy tập trung vào nhân vật chính của chúng ta, đó chính là Irelia. Chưa xong đâu nha, chưa hết đâu nha, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Sako hay sao, ừ cũng được, cũng là hợp lý.
có Echo này, trời mình chơi siêu công nghệ thì nó lại bình hơn cái ống kia luôn đấy. Nhưng mà mình lắp cái phát tinh nhân tạo này thì nên là mà từ bỏ người anh em Irelia rồi. Đấy, Irelia lên đầu. Nếu mình cho Irelia lên đầu thì nó lại bị ấy quá. No. Gánh đam không kịp. Ôi chết con mẹ rồi, Irelia của mình làm gì kia. Bị kẹt con mẹ rồi. Sao sao vẫn quẩy được. Ui, một khi nó được sổng chuồng phát thôi anh em, đâm tới tấp, đâm không biết sợ bố con thằng nào luôn, đâm một phát chết một bạn. Vãi nồi Echo này, Echo không roll mà cứ ra này. Tôi là tôi cần Thread cơ. Thread chúng ta vừa có ma tặc, lại vừa có thêm slot nữa. Nó ra làm Echo vãi linh hồn luôn. Và nhân tiện đây nha, anh em nào muốn chiêm ngưỡng cái con Echo này 3 sao ấy thì hãy đừng quên để lại cho mình một like nha. Mình sẽ làm Echo 3 sao cho anh em xem. Hay là đặt ra một cái cột mốc đi nhở. Nếu mà video này được 3.000 like, mình sẽ làm cho anh em xem đó chính là Echo 3 sao đồ thế giới nha. Lại Echo này, khắm thế nhở. Nửa tôi cần Ire cơ. Úi xổi Echo chơi siêu công nghệ mà nó ra Echo này đúng là khóc nhè luôn. Red đâu bạn ơi, Red cơ mà, trời ơi tôi cần một con Red thôi mà nó lại làm khó mình thế. Nhớ nha anh em, 3.500 like làm ngay cho anh em xem đó chính là Echo Pascal. Ui, con này hack tinh fake rồi. Tôi mới là hack tinh real. Chuyện này chắc là mình không lấy được Ire 3 rồi, tại vì có một có ông chơi cạnh tranh mặt hàng Ire với mình. Căng quá, không thấy con Thread nào ta. Khuyết quả một chút ma tặc thôi mà. Lulu 2 từ lắc 2 thì dẹp đây. Lại Echo ạ. Đây rồi. Đúng khổ. Tôi không muốn event của mình nó bị kẹt thêm một chút nào nữa. Đây, và toàn bộ những cái mặt hàng ở bên dưới đó chính là hắc tinh mà thôi. Ủa, cái blank 2 luôn kìa. Kinh thế. Kinh thế. Ire đâu. Ui, 17.000 đam ạ. Vãi linh hồn thế nhở. Căng chưa? Đây cái ông này tiêu diệt cái ông này mới được mà lấy mặt hàng đi về. Echo này, mẹ Echo. Ở gì hin này từ. 3 sao hay gì đây? Xin làm nhân vật phụ thôi nha, đừng có làm nhân vật chính nha. Nên mình cũng không muốn gì hin là 3 sao cho lắm. Ra mắc nhiều đây này. Mình đi đây, cứ mua đi. Nó mà cứ đam mê thì nó muốn xung phong thì cứ cho lên bảng thôi. Cứ cho lên bảng. Mình con Cassadin hơi khó chịu nha. Tình mạnh lắm anh em ơi. Ire hắc tinh nữa chứ. Ai có thể đánh bại mình đây. 7 hắc tinh và 2 ma tặc. Có đồ gì không?
Một cái mật thám à? Một cái trang bị mật thám. Ok, lấy mật thám nha. Mật thám như Zihin cũng được anh em. Zihin mật thám cũng ok. Ok còn dễ. Ủa mày pick thêm một con Ire nữa rồi. Đây là khả năng có Ire 3 sao của mình. Gần như là về số 0 à. Đây. Mắc nhiều ấy luôn. Nhiều lắc lắm. Nhưng mà mình cũng không muốn lên nó lên 3 sao đâu anh em. 3 sao tốn tiền. Nhân vật phụ mà. Không thể nào mà lấy hết cảnh của nhân vật chính được. Đấy. Thì cho lắc nha. Cho lắc mẹ đi. Thì cho Duy mình sợ nó mạnh. Nó lại mạnh quá. Thể hiện hết phần. Cái đấy con gì hình kìa. Cái đấy nó cứ bắn rồi. Cũng là ok. Psycho 2. Đấy, hai thằng Psycho 2 à? Hai thằng Psycho 2. Có nên không nhỉ? Trong ra ba vào cho nó nhanh chết đi. Ok. Thật nào mà muốn chuyện xung phong thì cứ chơi thôi. Ok cho gì hình luôn. Ôi ông này kinh thế. Ông này có Mi Fortune 2 rồi kìa. Rồi bốc hơi Ire rồi. Bốc hơi luôn. What the fuck, mình bị thua rồi sao? Tôi bị thua rồi bà con ơi. Tôi bị thua rồi. Tại sao lại có thể như thế được? Tình huống này chính xác là có 6 kiếm khách không chơi siêu công nghệ. Kẹp thêm thành nữ cho cái này là quạt. Căng thế. Tôi mà không lên được cái con Ire 3 có như là thua luôn đấy. Zihin này. Echo chết ra tầm 50 con này. Thread. Lại là Zihin. Fuck real. Cũng lại là Echo nữa. Cáo thế nhở. Sako luôn này. Từ từ. Từ lại cả ông này. Đây là cuộc chơi chỉ còn có hai người thôi. Nên mình gặp nhau là đúng rồi. Mong là Ire của mình nó thể hiện được. Còn ui đâm. Không kịp đâm ạ. Hóa lại nhá. Từ từ. Hóa lại cái đó. Giờ làm sao nhỉ? Giờ kéo mình phải cho hắc thêm bớt hắc tinh ra cho bí ẩn mà quá. Có thể chiến thắng cái trận đấu này thôi. Hôm nay mà lại thua nữa thì chịu. Ông này đòi lên Mi Fortune 3 sao à? Chơi lên tham quá vậy ông. Đây Ire, ủa mày cũng có hai con Ire 2, mình cũng có hai con Ire 2. Chúng ta không thể nào mà lên được nữa rồi. Ire của mình đi rồi. Xong rồi, pha này thua hơi đậm. 15 máu, tôi không thể nào mà thua thêm một trận nào nữa rồi. Zihin. Zihin 3 sao, what the fuck. Ok, vãi nồi. Nhân vật phụ mà nó lại bá cả nhân vật chính rồi sao.
đi lên mật thám 3 sao anh em. Điều này thì mình cũng không thể nào mà lường trước được. Rồi không kịp. Xem gì mà sao con ăn được ông này hay không nhỉ. Ông này hơi bị mạnh quá rồi đấy. Nhờn với gì mà sao. Nhờn à. Đinh. 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 Ui 171.000 đam. What the hell. Mấy cái thằng nhân vật phụ này mà nó mạnh hơn nhân vật chính luôn anh em. Khó hiểu. Chắc là mình sẽ lấy thêm một cái trang bị đam cho Sako nhá. Đấy. Sako nó móc lốp chết con mẹ cái thằng Mick Fortune này. À lại mình quên. Éo nào mà lại bán mẹ mấy cái con Sako đi rồi. Con người Sako cũng ba luôn rồi đấy. Nó cũng không sao cả. Cho mấy thằng nhân vật phụ chết hết. Cho Sako, con Sako điệp bám. Chúng ta cho anh em xem sức mạnh của Sako. Cũng may là chúng ta có Sako thì may ra mới win được cái game này á. Tôi bắt lại cái Irae của cái này thôi. Đấy, sao mà ông cho ông Mid Fortune của ông xả lại như thế được. Đúng không anh em. Đội hình của ông khá là binh đấy. Có Sako ở đây. Nice. Một round nữa. Thể hiện hết sức mạnh của mình đi nào. Javan 2 sao sao. Ok. Anh em chuẩn bị xem là toa hắc lão pro này. Chắc chắn là cái dây cuối cùng ông ấy sẽ đổi chỗ của con Mid Fortune. Đồng nghĩa thì mình sẽ ngăn cái khả năng hồi mana của con Mid Fortune bằng cái áo choàng ấy của mình. Đấy đấy đấy, anh em chú ý xem này. 3 2 1 pẹp. Chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Bảo rồi mà anh em. Hách cái lão cái nhẹ luôn. Con này chắc chắn là phải đi rồi. Sao mà nhờ nó với Zihin 3 sao anh em ơi. Đình 167.000 đam. Ok. Nếu anh em thấy thích video này thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Tạm biệt anh em.